Xin kính chào các quý vị. Vâng, thật hào hứng. Hôm nay tôi cùng các bạn, chúng ta sẽ set up và chinh phục một cặp loa đầu bảng đến từ đất nước Pháp. Và đó là dòng Focal Gemalab. Đây là dòng đầu bảng của hãng và đạt được rất nhiều giải thưởng. Và đây chính là một vũ khí bí mật của dòng loa Focal. Khi đưa những dòng sản phẩm này đi đánh ở các triển lãm, biểu diễn. Và tại sao mà dòng sản phẩm này lại được hội tụ tinh hoa của đất nước Pháp đến như vậy? Và chúng ta cùng xem. Đây là một dòng sản phẩm của Focal, đó chính là với mã thương hiệu là Scala. Đây là một trong những đôi loa cột rất là trong phân khúc. Tôi nghĩ đây là sẽ là một cái yếu tố mà của hãng đưa ra. Vì tại sao? Đầu tiên thì chúng ta sẽ nhìn thấy cặp loa này nó sẽ to hơn những cặp loa bình thường một chút. Nhưng mà chiều cao thì là rất là lý tưởng để dành cho các bạn ở trong những cái căn hộ sang và cao cấp. Vì ngoài yếu tố đó thì khi chúng ta nhìn vào cặp loa này, chúng ta sẽ thấy có một cái bệ đỡ rất là chắc chắn. Nhưng mà với tôi, về bên kỹ thuật thì chúng tôi lại rất thích, vì tôi có thể dịch chuyển cặp loa này. Và sáng nay trong thời gian setup thì tôi đã dịch chuyển rất nhiều và tìm những vị trí và các điểm ngọt. Và kết luận cuối cùng lại là cặp loa này nó rất là kén những không gian để và những đồ phụ kiện đi theo nó thì cũng tương đối là phải hoàn hảo. Vì mọi người cứ hay nghĩ lầm đó là một cặp loa có độ nhạy 92 dB cho trở kháng 8 ohm thì công suất nào cũng có thể đánh được ra nó. Nhưng nhà khuyến cáo của các kỹ sư thì lại đưa ra một công suất từ 40W đến 500W để đánh được cặp loa này. Và chúng tôi đã thử rất là nhiều các hệ thống cũng như là các đồ đánh, nhưng mà để được cặp Focal này kêu đúng với cái một tiêu chí của nhà sản xuất, đó là trung thực với bản gốc và có độ nhạc tính cao, thì lại làm cả một vấn đề. Như các bạn nhìn thì thấy cặp Focal Scala này cao trên 1m2 cả chân đế, và nó có chiều sâu này thì lên tận 65 cả bệ đỡ, và chiều rộng này thì gần 40. Nhưng mà chứa đựng trong cặp loa này thì đó là cả một bề dày của các kỹ sư của hãng Focal đã nghiên cứu. Và cặp loa này thì như các bạn nhìn thấy là nó đang được sở hữu 3 module. Tức là ở phần trên là phần midrange, phần dưới là phần tweeter, và phần dưới cùng là phần bass và một bệ đỡ nữa. Thì bệ đỡ này thì nó sẽ sử dụng vào bộ phân tần bậc cao của hãng. Nhưng qua chia sẻ của các kỹ sư thì tôi thấy dòng Focal này có cái tiêu chí rất là lạ. Đầu tiên là khi cái loa tweeter này thì nó lại nằm ở phía giữa. Và cái tweeter này thì lại được sử dụng một cái nam châm bằng beryllium lộn ngược. Nhưng mà được sử dụng bằng cái công nghệ rất là cao cấp của hãng. Đó là toàn bộ cái tweeter này nằm ở trong cái khối kín như này. Đó. Và nó sẽ là công nghệ là EIL và IHL, và đó chính là cái công nghệ để làm ra cái này. Và khi đã đưa được vào cái này thì nó sẽ giảm được cái độ rung chấn, và nó kết nối với nhau bằng cái gì ạ? Bằng một cái giảm chấn đằng sau, và nhờ máy quay giúp đằng sau bên cạnh này thì các bạn sẽ nhìn thấy cái sự giảm chấn của cái tweeter này. Và tweeter này chính là cái vũ khí bí mật của hãng Focal tự phát triển và nghiên cứu. Nhưng tôi thấy là cái dòng loa Focal thì người ta có xu hướng là người ta sẽ đưa cái giải âm trung và giải âm cao lên đến độ hoàn thiện và hoàn mỹ nhất. Còn giải trầm thì người ta có thể xuống đến 27 hạt cộng 6 hoặc là trừ 6 decibel để làm tăng giảm được, thì cái đó thì tôi sẽ nói sau. Khi bắt đầu chúng tôi test thử thì chúng tôi sẽ đưa loa vào các vị trí và dịch chuyển rất nhiều để tìm ra một cái điểm ngọt. Và khi nghiên cứu thì chúng tôi sẽ thấy là cái loa tweeter này nó sẽ hỗ trợ rất nhiều cho cái phần mid này. Và phần mid này đây chính là tôi nghĩ đây là mới là cái vũ khí tối thượng của dòng loa Focal. Vì đây cái mid này nó là power flower, tức là nó sẽ đưa toàn bộ cái giải âm thanh của cái dòng loa này bùn cao lên. Nhưng mà nó sẽ cho mình một cái âm thanh, một cái nhạc tính, cái sự trung thực. Tức là trên một dàn nhạc thể hiện được bao nhiêu cái tiếng động thì gần như là nó được thu gọn vào trong cái mid này. Và cái midrange này thì nó là một cái rất là quý, tức là người ta đã tìm ra để luôn để tìm ra những cái âm thanh trung thực nhất với hệ thống ring đường tròn, rồi hệ thống vòng tròn đỡ của cái loa này. Và sau đó là củ nam châm bằng công nghệ thêm nick để các bạn được có một giải tần âm thanh, tức là từ 1 ki đến 4 ki là hoàn hảo nhất, là âm thanh cực kỳ là chính xác. Và cái độ đó thì các bạn sẽ thể hiện qua được cái bài hát.
Và toàn bộ cái loa này thì đến đấy là phần mid, đấy là phần mid trung. Còn phần dưới bát này thì bát 27 cm được sở hữu bằng cả một hệ thống giá treo đỡ ở bên trong. Và trên đây chính là cái mở tiếng của cái loa bát. Và loa bát này thì nó thể xuống 27 kg lên. Tại sao hãng khuyến cáo không cần phải dùng thêm bất cứ một cặp loa nào hoặc một cái gì đó để có thể can thiệp vào? Nhưng với chúng tôi thì chúng tôi vẫn muốn thử và chúng tôi tìm xem tại sao như thế. Cặp loa Foco này thì các bạn nhìn thấy là nó là một cặp loa rất là hoàn hảo và đẹp về màu sắc, đúng không ạ? Vì đây nó sẽ phối hai cái màu chính, đấy là màu Noir Fan. Tức là khi các bạn nhìn vào đây thì các bạn sẽ thấy nó giống như là một màu của nâu cà phê sữa, nhưng mà người ta đã phủ một lớp bóng kính bên phía ngoài. Và toàn bộ cái mặt gỗ của cái loa này nó dày đến 6 cm để nó giữ toàn bộ ba cái mặt loa này. Đó, nó là cái sự tạo dấu ấn. Và khi cái loa này các bạn nhìn nghiêng thì các bạn sẽ thấy nó có một sự rất là khác biệt, là vì cái loa Twitter Test này nó sẽ mở ra cho người tai nghe bằng một góc từ 10 đến 15 độ để lấy được âm thanh hỗ trợ cho giải mid, và nó cũng hỗ trợ luôn cho cả giải trầm. Tức là gần như là nó là một liên kết của đồng pha. Và cái mở này nó có thể lên đến 180 độ, tức là mở sang ngang rất là rộng, nên khi mình nghe dòng Foco là mình tính âm thanh nó sẽ có một cái độ lan tỏa, tức là cả cái bên trường âm và bên lớp lang. Cái trường âm thì nó mở sang hai bên, còn lớp lang thì nghe rất là sâu. Khi chúng ta nhìn thấy dòng Foco này thì tôi thấy cái bộ phân tần cũng như là cái hệ thống các cái nguyên liệu làm ra loa này thì tôi lại thấy rất là tuyệt vời, vì không có nhiều hãng dám chơi nhãn Foco này, tức là đưa những vật liệu tốt nhất, chất lượng nhất để đưa vào dòng sản phẩm và để cho được dân chơi audiophile, tức là ghi nhận với dòng loa đến từ nước Pháp này. Đó chính là màng loa trung và loa bát. Đây là một chất liệu mà gọi là foam, và nó chỉ áp dụng trong ngành hàng không vũ trụ, và nó rất là đắt lên không, tức là những dòng sản phẩm của Foco chỉ đưa vào những dòng cao cấp và ultra end đổ lên thì mới được sử dụng những công nghệ này, còn nếu không thì sẽ không bao giờ. Vì cái này khi các bạn hiểu nó sẽ rất là cứng, và nó nhẹ thì lại nhẹ hơn giấy rất nhiều. Tức là nó có thể so được một chỉ số là nhẹ gấp 10 lần giấy, nhưng độ cứng nó thì rất là cứng. Và cái công nghệ là rất là đắt, nên người ta đã phải sử dụng vào nó, là tức là người ta sẽ dùng foam này ép hai mặt bằng kính, tức là bằng polymer hai mặt để giữ cho cái công nghệ này, để nó không bị biến dạng. Và được cái công nghệ đó để làm gì? Để tìm ra sự trung thực của âm thanh, tìm ra cái sự nhạc tính, tìm ra cái muốn đưa chơi người âm thanh, các audio file đến độ hoàn thiện hơn nữa, cảm nhận được về màu sắc âm thanh chuẩn hơn nữa. Và một điều không thể không nói đến, tức là đến ngay cả các hãng kỹ sư của hãng Foco này còn đưa ra cái bộ phân tần bậc cao, và lại còn đưa ra một hệ thống của cầu loa cũng rất là tốt của đến từ nước Đức, đó là hàng WPT. Nhưng mà cái hay hơn của cái bộ phân tần cũng như bộ cọc loa này, đó lại là cái mà tôi rất thích, là các bạn cũng có thể chỉnh thêm được về phần loa chép và loa bát, có thể là tăng thêm decibel hoặc giảm decibel thì lại qua một bộ vi chỉnh ở đây. Đó, đây chẳng hạn các bạn là đến Twitter Level, tức là đây các bạn có thể chỉnh chép. Và các bạn có thể bên này là bát Never thì các bạn có thể chỉnh bát để mình tăng, để giảm, hoặc các bạn có thể cho về định dạng đánh Norman, tức là đánh là dạng cân bằng. Còn với cái sự như này thì các bạn thấy sự chắc chắn như này à? Tôi thấy là không có nhiều hãng dám đầu tư mà chịu chơi như hãng Foco, và người ta thiết kế những cái này, ngay cả những cái này là cũng đã được nghiên cứu về cái hệ thống cắm dây này rất là phức tạp. Vì những cái hệ thống lớn thì bao giờ những cái dây cắm bao giờ nó cũng cứng và nó dày, mà người ta đã nghiên cứu và người ta đưa ra những cái tiêu chí này để cho cái người dùng được sự tối ưu hóa. Còn khi cái bệ đỡ này thì các bạn nghiêng nghiêng chân này luôn, ở dưới này tôi có thể dịch chuyển được như này đó. Nhưng mà các bạn luôn nhớ là khi mình đã fix được điểm ngọt rồi thì bên hãng người ta đã trang bị cho các bạn hệ thống cọc loa, cái chân loa như hôm qua tôi đã giới thiệu bằng chân côn. Và các bạn chỉ cần nghiêng cái loa này đi, đặt chân côn xuống là các bạn đã có một cái điểm ngọt cố định. Đấy là một điều tiêu chí rất hay của hãng Foco. Và Foco thì hôm nay tôi thấy hoàn toàn bị chinh phục một thứ âm thanh đến từ nước Pháp. Và để đánh được Foco thì chúng tôi luôn đi tìm nhiều tiêu chí để đánh. Và hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu các bạn một âm ly mạch Grada thuần. Đó là hãng Grifone. Vâng, hãng Grifone này mà lại được ông chủ tịch
Rambusel, ông ấy tự nghiên cứu và đưa dòng sản phẩm Barora này ra. Đầu tiên thì tôi muốn nói đến chiếc Priam. Vâng, hai khối độc lập, một khối trên là khối control điều khiển về các màu sắc của âm thanh, còn phía dưới là phần điện. Và Pre thì cũng được sử dụng một cái mạch rất là quý, đó chính là hệ thống mạch Clara, nhưng mà lại đưa vào hệ thống này của Pandora, đó chính là hai hệ thống là dual mono, tức là mỗi bên một vế trái và một vế phải, và toàn bộ các linh kiện của trong hệ thống này thì đều được dùng những chất lượng tốt nhất. Như là với dòng Pre thì người ta sẽ dùng hệ thống nguồn điện nhỏ, đó là nguồn Seco, tức là quấn hoàn toàn giáp bằng tay, đưa trên mảng main, sau đó là được nghe thử, tích hợp thử, sau đó mới đưa vào trong hệ thống được cắt CNC hoàn thiện này. Vì tôi thấy là trong hệ thống của âm ly của những cái hãng Grifon này thì nó tương đối là nhiều linh kiện chất lượng và lại rất là phức tạp, nên coi như là nếu như chúng ta mà không có sắp đặt trước thì nó hoàn toàn là rất khó. Và từ hệ thống này thì các bạn sẽ nhìn thấy, tức là đằng sau đây người ta sẽ dùng mạch Canada thuần thì người ta sẽ phải dùng cái sò, đó là sò G-Fed. Đấy là để đưa mạch ra thuần. Và tín hiệu đưa vào sẽ được đưa vào từ nhận tín hiệu vào ở tốc độ nhanh nhất và chuẩn nhất, và đưa qua những cái lớp để đưa lên cái tụ, cái chở. Và với nguồn tụ thì các bạn, đây là một nguồn năng lượng dồi dào, nó lên tới 90.000 microfarad cho một kênh. Thì tôi thấy đây là cái nguồn tụ mà tôi thấy đến ngay cả âm ly công suất cũng chưa bao giờ mơ được, và để có một cái nguồn tụ, mà cái nguồn tụ này thì đều được tụ của các hãng danh tiếng của Đức, rất là chất lượng. Thì tôi thấy đây đúng là một đứa con tinh thần của ông chủ tịch Rambusel, ông đã đưa vào đây. Và tại sao với chiếc Barora này thì luôn là một đề tài nóng của trong giới chơi audio khi tìm hiểu và được muốn và được sở hữu của dòng này. Nhưng để kết hợp với nó, vì nó là compre quá hoàn hảo, quá hoàn thiện rồi, thì lại phải có cái cục phần công suất để đưa ra tín hiệu âm thanh. Thì ngay bên cạnh đây các bạn nhìn thấy một khối rất là nhìn trông khủng khiếp, với những cánh tản nhiệt trông như những xương cá khủng long này. Và bên cạnh tôi đây, tôi sờ vào đây thì đây là một chiếc âm ly thuần Clara với công suất lên tới 150W. Nhưng nói đến cục power thì các bạn bao giờ cũng biết, cục power cái thế mạnh của nó là chỉ cái phần kích công suất và đưa ra đúng trở kháng ra loa, đó là cái sự hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng không, đây là cả một nhà máy ở trên này, với hệ thống biến áp suất âm hình xuyến của Tantoto, thì các bạn biết đây là một trong những sự đầu tư rất là lớn, vì đây là những phân khúc đầu bảng của hãng Grifon Bay. Và hãng này thì như các bạn biết là với mạch thuần Clara 150W cho một kênh, và nó có một trọng lượng tới gần 100kg. Nếu nói về watt thì các bạn thì thấy nó rất là nhỏ, nhưng mà nó lại tỷ lệ nghịch với cái bộ đồ sộ của chiếc power này. Và chiếc power này thì cũng cho người chơi có nhiều cách có thể là mình chỉnh được về một chút về các cái âm sắc của âm thanh. Nhưng cái sự tuyến tính của âm thanh thì nó quá tuyệt vời, vì cái phần nguồn cũng như là phần tụ điện cũng như là phần sò thì quá hoàn hảo. Với phần điện thì tôi thấy là hãng Grifon này luôn chú trọng về phần điện, là lúc nào chất lượng cũng hoàn hảo. Vì những dây điện chạy ở trong các hệ thống này đều là dây của Thụy Sĩ, và các cọc thì đều được đặt riêng và thửa riêng và chân mạ vàng. Và có nhiều hướng để cho các bạn chơi có thể kết nối theo đường ân ba lăng hoặc là đường ba lăng, để cho các bạn cảm nhận được màu sắc âm thanh. Nhưng yếu tố quan trọng cuối cùng, tất cả mọi cái đều phải đưa một thứ âm thanh đẹp hay đến, đó chính là đưa cả giáp hát về cho các bạn. Đó là một yếu tố rất hay. Còn hôm nay tại Shop Đoan Thiên Hà, đây là một chương trình đặc biệt, thì tôi xin mời các bạn bây giờ sẽ cùng tôi test và thử. Và các bạn cũng có thể vào để cùng tôi trao đổi là cách để loa như thế nào, hoặc là để như thế nào để có thể để đủ được một thứ âm thanh hay hơn nữa, gần gũi hơn nữa đối với người nghe. Thì xin mời các bạn. Em đứng lên gọi mưa vào hạ, từng cơn mưa, từng cơn mưa,
từng cơn mưa, mưa thì thầm dưới chân ngà. Em đứng lên mùa thu tàn tạ, hàng cây khô cành bơ vơ, hàng cây đưa em đi về, giọt nắng nhấp nhô. Em đứng lên mùa đông nhạt nhòa, từng đêm mưa, mưa lạnh từng ngón sương mù. Em đứng lên mùa xuân vừa mở, nụ xuân xanh cành thênh thang, chim về vào ngày tuổi em trên cành bão bùng. Rồi mùa xuân không về, mùa thu cũng ra đi, mùa đông vơi vợi, mùa hạ khói mây. Rồi từ nay em gọi tình yêu dấu chim bay, gọi thân hao gầy, gọi buồn ngất ngây. Ôi tóc em dài đêm thần thoại, vùng tương lai chợt xa xôi. Tuổi xuân ơi sao lạnh dòng máu trong người, nghe xót xa hàn lên tuổi trời. Trẻ thơ ơi, trẻ thơ ơi, tin buồn từ ngày mẹ cho, mang nặng kiếp người. Tried the inns and the hotels, the message was plain as day. You get no refuge, no respite, and no sanctuary here. No refuge, no respite, and no sanctuary here. Heaven on this side is a living hell. So you do what it takes, pick up stakes and try to escape the drought. But when you get to the border, the INS, they got the wheels wagging out. You get no refuge, no respite, and no sanctuary here. No refuge, no respite, and no sanctuary here. Vâng, cũng đã lâu lắm rồi thì hôm nay tôi mới lại cảm nhận được cái màu sắc âm thanh của Đỗ Động, của một mạch Class A thuần đánh cả một đôi loa Foco đến từ Pháp. Và theo tôi thì đây cũng là một trong những bộ đôi mà tôi phối ghép tôi cảm nhận được cái sự thành công. Vì tôi thấy cái âm thanh nó tràn ngập trong phòng, cái sự nhạc tính là có, nhưng mà cái độ ngọt ngào, không những độ ngọt ngào rồi mà là độ động, độ mix thì tôi thấy quá hoàn hảo. Và thực sự là đây là một bộ dàn rất là hay ở trong cái phân khúc mà tôi nghĩ ai chơi thì cũng phải lên nghe thử những hệ thống đến từ Đan Mạch, đến từ Pháp để cảm nhận cho mình một màu sắc âm thanh riêng. Các bạn thì hay thì hãy thiên vào Thiên Hà Audio chúng tôi, và chúng tôi sẽ có những cái chương trình đặc biệt để dành cho các bạn
Và các bạn hãy nhớ đến Thiên Hà số 5 ngõ 198 Thái Hà, điểm đến của người yêu nhạc. Xin hẹn các bạn vào YouTube sau.